Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý nhất trong ngày. Và tôi là Thùy Trâm, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trưa ngày 23 tháng 11, thêm cả nghìn ca COVID-19, nhiều F0 cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân 151 ca tử vong vì nCoV trong 3 ngày qua. Rà soát người tiêm mũi 2 vaccine để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 7.000 liều thuốc Monopiravir điều trị COVID-19. Trưa ngày 23 tháng 11, thêm cả nghìn ca COVID-19, nhiều F0 cộng đồng. Thưa quý vị, cả nghìn F0 ở miền Tây, Cần Thơ có số ca mắc mới đứng thứ 2 cả nước. Cụ thể, ngày 22 tháng 11, Cần Thơ ghi nhận 989 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 433 ca cách ly tại nhà, 49 ca trong khu cách ly và 507 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 18.172 ca, đã điều trị khỏi 9.567 người, tử vong 153 ca. Theo báo cáo của Sở Y tế Cần Thơ, tính đến 14 giờ cùng ngày, địa phương này đang điều trị 3.104 bệnh nhân tại các bệnh viện theo mô hình tháp 3 tầng, trong đó 124 ca điều trị ở tầng 3. Trong số các ca nặng nguy kịch có 88 người thở oxy qua mặt nạ, 17 người thở oxy dòng cao, 1 người thở máy không xâm lấn và 19 người thở máy xâm lấn. Bên cạnh đó có 4.040 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 5.689 F1 đang cách ly tại nhà. Đồng Tháp ghi nhận 507 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 133 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 17.243 ca. Số bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện là 11.828 ca, tử vong 246 ca. Sóc Trăng có 493 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc, trong đó có 133 ca cộng đồng. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 12.882 ca mắc COVID-19, đã chữa khỏi 8.616 ca, số trường hợp tử vong 78 ca. Bạc Liêu có 388 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng có đến 169 ca cộng đồng và có 81 ca dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc cộng dồn là 9.737 ca. Tổng số ca đã điều trị khỏi là 5.848 ca và tử vong 93 ca. An Giang ghi nhận 320 F0, nâng tổng số ca mắc lên 21.257 trường hợp, có 19 trường hợp tái dương tính. Trong ngày hôm nay, địa phương này ghi nhận 150 ca cộng đồng. Vĩnh Long có 307 ca COVID-19 mới, trong đó 126 trường hợp cộng đồng, 142 trường hợp là F1 thành F0 và 37 ca sàng lọc tại cơ sở y tế. Cà Mau ghi nhận có 242 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 4 về từ vùng dịch, 90 trường hợp trong khu cách ly, 5 ca trong khu phong tỏa và 143 ca trong cộng đồng. Hiện tỉnh này ghi nhận tổng cộng 6.498 ca COVID-19, đã điều trị khỏi 3.243 người, tử vong 27 ca. Bến Tre ghi nhận thêm 225 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có đến 215 ca cộng đồng. Tổng số ca có mắc cộng dồn là 4.867, ca điều trị khỏi 2.762 và số ca tử vong là 58. Trà Vinh phát hiện 202 ca mắc mới, trong đó 131 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 5.815 ca mắc COVID-19, có 42 ca nhập cảnh, đã điều trị khỏi 2.676 trường hợp, tử vong 37 ca. Tiền Giang phát hiện 77 F0, trong đó 39 ca cộng đồng, 36 trong khu cách ly và 2 ca trong khu phong tỏa. Hiện địa phương này đã ghi nhận 23.944 F0, đã điều trị khỏi 17.195 ca. Trong ngày tử vong 7 ca, nâng tổng số tử vong cộng dồn lên 481 ca. Hà Nội 100 F0 trong cộng đồng. Ngày 22 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày trên địa bàn phát hiện thêm 286 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 100 ca cộng đồng.
Cộng dồn số F0 Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 8.012 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.950 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 5.062 ca. Hà Nội cũng quyết định cho học sinh ở 17 huyện, thị xã đi học trực tiếp từ ngày 22 tháng 11 và dự kiến tháng 12 tới cho học sinh trung học phổ thông đi học trực tiếp tại trường. Hà Nam 24 F0 mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 22 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số ca bệnh ghi nhận đến nay là 1.276 trường hợp, có 1.072 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện. Nam Định thêm 52 ca COVID-19. Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 21 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Nam Định phát hiện 68 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 68 ca bệnh có 19 ca tại huyện Hải Hậu, 1 ca tại thành phố Nam Định, 8 ca tại huyện Giao Thủy, 1 ca tại huyện Trực Ninh, 4 ca tại huyện Nam Trực, 4 ca tại huyện Nghĩa Hưng và 14 ca tại huyện Xuân Trường. Thái Bình ghi nhận 38 F0. Ngày 21 tháng 11, tỉnh Thái Bình ghi nhận 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trong đó, khu vực cách ly y tế 35 trường hợp, 3 trường hợp tại cộng đồng đã xác định nguồn lây, huyện Đông Hưng 2 trường hợp và 1 trường hợp tại huyện Hưng Hà. Thanh Hóa thêm 57 ca mắc. Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 57 ca mắc COVID-19, trong đó 30 trường hợp phát sinh trong tỉnh, còn lại 27 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 1.924 bệnh nhân COVID-19, 1.070 người điều trị khỏi được ra viện, 12 bệnh nhân tử vong. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 2,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Nghệ An 92 F0, 9 ca cộng đồng. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 92 trường hợp mắc COVID-19 mới, phần lớn đã cách ly từ trước. 9 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng được phát hiện tại huyện Hưng Nguyên và Nghĩa Đàn mỗi huyện có 3 ca, thành phố Vinh, huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ mỗi huyện 1 ca. Có 86 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, không ghi nhận ca tử vong trong ngày. Hiện còn 829 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Hà Tĩnh ghi nhận thêm các ca mắc trong cộng đồng. Ngày 22 tháng 11, Hà Tĩnh ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca cộng đồng. Các trường hợp còn lại đã được cách ly tập trung. Tính từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 344 ca mắc COVID-19, trong đó có 68 ca trong khu vực phong tỏa và 93 ca trong cộng đồng. Quảng Bình thêm 17 ca mắc mới. Ngày 22 tháng 11, địa phương này ghi nhận 17 ca mắc mới, trong đó 3 ca trong khu cách ly, 3 người về từ vùng dịch, 4 trường hợp là F1 của người về từ vùng dịch và 8 trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh tại địa phương này. Trong ngày, cũng có thêm 16 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện. Tính đến ngày 22 tháng 11, Quảng Bình đã ghi nhận 2.394 ca mắc COVID-19, trong đó 2.094 người đã khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 290 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức tiêm trên 600.000 mũi vaccine phòng COVID-19 và có hơn 159.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19. Ngày 22 tháng 11, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà, 7 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 10 trường hợp trong khu phong tỏa, còn lại là đối tượng người cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 784 trường hợp mắc COVID-19, 253 người đang điều trị. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 11 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước, tăng 417 ca so với ngày trước đó tại 58 tỉnh, thành phố, có 5.647 ca cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân 151 ca tử vong vì nCoV trong 3 ngày qua. Thưa quý vị, 75% số trường hợp tử vong trong 3 ngày qua là chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều. Thông tin được ngành y tế đưa ra tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 22 tháng 11. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại số ca F0 ghi nhận mỗi ngày của thành phố vẫn ở mức trên 1.000 và F0 nhập viện điều trị có xu hướng tăng. Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Mai, không phải thành phố đang trải qua một đợt dịch mới mà hiện vẫn đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
phân tích số liệu ca tử vong trong 3 ngày 19, 20, 21 tháng 11, thành phố có 151 trường hợp tử vong, trong đó trên 75% là các trường hợp không tiêm mũi nào hoặc tiêm chưa đủ liều. Có nhiều yếu tố dẫn đến không tiêm vaccine, gồm do chống chỉ định, người lớn tuổi không có điều kiện, ngại, nên khả năng tử vong cao. Lý giải về một số trường hợp tiêm hai mũi vaccine vẫn tử vong, bà Huỳnh Mai cho rằng, nếu xét ở yếu tố cộng đồng thì điều này không bất thường. Cụ thể, khi số ca F0 tăng lên thì sẽ có một số trường hợp diễn tiến nặng. Dù độ phủ vaccine tại thành phố đã tốt, nhưng F0 tăng lên chỉ có 15-20% diễn tiến nặng, trong số này có 5% diễn tiến rất nặng. Do đó, khi F0 tăng cao thì sẽ có tử vong, đó là điều khó tránh khỏi. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói, làm sao để giảm tử vong thì chỉ có nguyên tắc duy nhất là giảm F0, giảm số ca nhập viện. Muốn vậy, người dân phải nâng cao ý thức cộng đồng, thực hiện tốt 5K, tiêm vaccine, không lơ là dù đã tiêm đủ 2 mũi rồi. Đến 18 giờ ngày 21 tháng 11, có gần 457.000 trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố. Hiện đang điều trị cho hơn 13.700 bệnh nhân, trong đó có hơn 570 trẻ em dưới 16 tuổi, có hơn 300 bệnh nhân nặng đang thở máy. Đến nay, tổng số người tử vong do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 17.500 người. Hiện dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 2, ở cấp quận huyện có 11 địa phương đang ở cấp độ 1, 11 địa phương đang ở cấp độ 2, có 5 xã phường đang ở cấp độ 3. Rà soát người tiêm đủ 2 mũi vaccine để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, từ tháng 3 đến nay, Việt Nam đã phân bổ 93 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số gần 135 triệu liều. Trong số này, vaccine Sinopharm chiếm nhiều nhất với 48,5 triệu liều, tiếp đến là AstraZeneca với hơn 46,7 triệu liều, vaccine Pfizer và Moderna với hơn 33,3 triệu liều, còn lại là vaccine Abdala và Sputnik V. Dữ liệu cập nhật cho thấy cả nước đã tiêm hơn 109 triệu mũi, chiếm hơn 80% số lượng vaccine được phân bổ, gồm khoảng 67 triệu mũi 1 và khoảng 42 triệu mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine đến nay là 89,9%, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 56,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 82,2% và 48,6%, miền Trung là 87,4% và 40,1%, Tây Nguyên là 86,6% và 18,6%, miền Nam là 97,3% và 73,8%. Có 58 tỉnh, thành phố đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong số này, 22 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ trên 95% là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang và Hậu Giang. 5 địa phương có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 70% dân số từ 18 tuổi trở lên là Thanh Hóa 53,6%, Sơn La 57,7%, Nghệ An 61,1%, Nam Định 64,4% và Quảng Bình 68,4%. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An là 4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 trên 90% người dân từ 18 tuổi. Về tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, 22 địa phương đang triển khai gồm Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Đến nay, các địa phương này đã tiêm được 1.832.424 liều vaccine cho trẻ, gồm 1.828.095 liều mũi 1 và 4.329 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 20% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đồng thời chuẩn hóa, liên thông dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố sẽ rà soát, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 với các trường hợp đủ thời gian, ưu tiên người trên 50 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 7.000 liều thuốc Monopiravir điều trị COVID-19. Thưa quý vị, tại họp báo chiều ngày 22 tháng 11, báo chí đặt câu hỏi
Hiện nay F0 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng và hiện nguồn thuốc Monopiravir đang sắp hết. Vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Y tế cấp thêm. Vậy hiện nay đã cấp thêm được bao nhiêu và liệu có thiếu thuốc trong những ngày tới không? Nếu thiếu thì xử lý như thế nào? Trả lời vấn đề này, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay, mới đây Sở Y tế đã trình Bộ Y tế đề nghị cấp thêm cho Thành phố Hồ Chí Minh 100.000 liều thuốc Monopiravir để có thể hỗ trợ sớm nhất cho F0 đang điều trị tại nhà. Ngay sau đề nghị, sáng ngày 22 tháng 11, Bộ Y tế đã điều chuyển 5.000 liều. Bà Mai cho hay, Thành phố Hồ Chí Minh còn 2.000 liều thuốc Monopiravir, như vậy hiện chỉ còn 7.000 liều, cộng thêm một số đã được cấp phát về địa phương. Theo bà Mai, Bộ Y tế cũng đang điều chuyển thuốc về Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu đề nghị của thành phố. Thuốc kháng virus Monopiravir còn gọi là túi thuốc C cùng với túi thuốc A, thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng, túi thuốc B kháng viêm, kháng đông được cung cấp cho F0 tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh những tháng qua, góp phần giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Báo chí phản ánh thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân xét nghiệm dương tính nhưng không báo địa phương do có trường hợp báo cũng không được đến xét nghiệm hay cấp thuốc, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, đơn vị có ghi nhận tình trạng này. Theo ông Tâm, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là một số trạm y tế địa phương không đủ nhân sự hoặc đường dây nóng hoạt động chưa đồng suất. Về việc này, ông Tâm cho hay Sở Y tế sẽ chấn chỉnh. Ông Tâm cho biết theo quy trình, nếu người dân tự xét nghiệm phát hiện dương tính sẽ báo cho trung tâm y tế địa phương hoặc trạm y tế lưu động. Theo quy định, trong 24 giờ trạm y tế cử nhân viên xuống tận nhà người dân kiểm tra, qua đó sẽ có đánh giá tình trạng bệnh cũng như điều kiện cách ly tập trung hay tại nhà. Ông Tâm nói, hiện có một số người dân khi báo không được cấp thuốc, không xuống ghi nhận nên họ không báo nữa và gây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. F0 không ai biết, đi lung tung. Ngoài ra việc không khai báo còn thiệt hại cho gia đình người F0. Lý giải điều này, ông Tâm cho hay, theo quy định không phải trường hợp nào cũng được cấp thuốc. Tuy nhiên, có những trường hợp F0 sau khi báo cáo sẽ được theo dõi, nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ được đưa đến tuyến trên để can thiệp. Còn những F1 trong gia đình cũng được theo dõi, quản lý và bảo vệ. Ông Tâm đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông quy định cấp phát thuốc để người dân hiểu. Trạm y tế địa phương cần thường xuyên theo dõi lực lượng có đáp ứng đủ, đảm bảo tiếp nhận thông suốt đường dây nóng. Ưu tiên đưa vaccine về vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, bây giờ số F0 mỗi ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá lớn, nhưng số ca tử vong đã giảm rõ rệt. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tiêm vaccine mũi thứ 3 thì e rằng chưa thuyết phục. Chủ đề được quan tâm nhất trong đợt 2 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 vẫn là các biện pháp cấp bách để cả nước thích ứng linh hoạt với COVID-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất và sinh hoạt. Phần lớn các đại biểu Quốc hội đều băn khoăn về khả năng tiêm vaccine cho toàn dân trong thời gian sớm nhất. Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam ký kết mua được 160 triệu liều vaccine, đủ đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, ngoài việc vaccine về chậm vì nguồn cung không dồi dào, thì việc nghiên cứu và lựa chọn vaccine phù hợp cho từng đối tượng vẫn còn nhiều âu lo. Qua gần 2 năm chống dịch, nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới cũng loay hoay trước bài toán Zero Covid, do đó sự lúng túng của Việt Nam cũng không ngoại lệ. Và chính phủ đã quyết định mở cửa từng bước các hoạt động thương mại dịch vụ. Thế nhưng, nếu tỷ lệ tiêm chủng nằm ở mức thấp, thì hành trình chuyển sang trạng thái bình thường mới khá nhọc nhằn. Hệ thống y tế cơ sở chưa được đầu tư thỏa đáng và ngành công nghiệp dược của Việt Nam vẫn quá non trẻ khi đương đầu đại dịch toàn cầu. Thực tế ấy đã gây ra những mất mát không nhỏ, nhưng cũng tích lũy được kinh nghiệm cho tương lai. Hiện tại đã xuất hiện nhiều ca dương tính với virus corona khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thậm chí ngay trong đoàn đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 2 trường hợp nhiễm COVID-19. Nên giải pháp tối ưu cho chiến lược tiêm vaccine nên được cân nhắc cẩn trọng hơn. Có thể tăng tốc độ miễn dịch cộng đồng bằng cách xã hội hóa vaccine không? Những tập đoàn kinh tế hùng hậu có thể được phép giao dịch theo kênh riêng để thương lượng nhập khẩu vaccine cho một bộ phận xã hội, nhưng nhất định phải duy trì phương án vaccine miễn phí cho người dân. Huy động các đơn vị y tế tư nhân để tiêm vaccine sẽ tận dụng được một đội ngũ lực lượng hùng hậu và chuyên nghiệp. Thế nhưng, nếu thu phí dịch vụ thì sẽ cản trở mục tiêu bao phủ vaccine rộng khắp. Số ca nhiễm mới đang tăng cao ở Tây Nguyên, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng cảnh giác thay đổi cấp độ nguy cơ chống dịch từ vùng xanh sang vùng vàng. Nhiều chuyên gia y tế dự báo sẽ có làn sóng F0 mới ở những địa phương tương đối khuất nghèo, nơi điều kiện sinh hoạt của người dân đang gặp nhiều khó khăn. Nghĩa là đã đến lúc ưu tiên đưa vaccine về vùng sâu, vùng xa. Cả nước đã dồn vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh khi đô thị lớn nhất phương Nam giãn cách kéo dài suốt cao điểm chống dịch. Bây giờ số F0 mỗi ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá lớn, nhưng số ca tử vong đã giảm rõ rệt.
Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tiêm vaccine mũi thứ ba thì e rằng chưa thuyết phục. Với số lượng vaccine vẫn còn khiêm tốn, thì chính người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn được chia sẻ cho bà con những nơi neo neo chưa được tiêm mũi một. Khi nào tỷ lệ tiêm đủ hai mũi trên toàn quốc đạt tỷ lệ nhất định, để Việt Nam yên tâm bình thường mới, thì Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiêm mũi ba cũng chưa muộn. Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng chậm trễ đùn đẩy điều trị bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ra công văn hỏa tốc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, quản lý điều trị người bệnh COVID-19 sau khi nhận được phản ánh có tình trạng trạm y tế chậm khi tiếp nhận thông tin người dân test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2, thậm chí để người bệnh chờ đợi rất lâu. Bên cạnh đó, một số cơ sở điều trị COVID-19 còn chậm trễ, đùn đẩy trong việc tiếp nhận điều trị người bệnh. Để khắc phục tình trạng nêu trên, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá và hai huyện Châu Thành, Hòn Đất chỉ đạo các cơ sở thu dung điều trị tiếp nhận ngay người bệnh COVID-19 của khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành chuyển đến, không được đùn đẩy. Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cũng yêu cầu trạm y tế địa phương và các trạm y tế lưu động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan cử nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ đến ngay nhà, nơi tạm trú của người dân khi tiếp nhận thông tin người dân test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ người bệnh cách ly điều trị tại nhà theo quy định. Cơ sở điều trị COVID-19 phải nhanh chóng tiếp nhận ngay người bệnh từ các đơn vị khác chuyển đến theo kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng chậm trễ đùn đẩy. Ngoài ra, tổ chức quản lý chặt chẽ các F0 điều trị tại nhà, phân công nhiệm vụ cho mỗi nhân viên y tế quản lý từ 20 đến 50 F0 hàng ngày, phải nắm rõ tình trạng sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm để đưa vào cơ sở thu dung điều trị. Người đứng đầu ngành y tế tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu thiết lập ngay số điện thoại đường dây nóng của các trạm y tế lưu động, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên địa bàn biết và liên lạc khi cần thiết và hoàn thành trước ngày 24 tháng 11. Công văn nêu rõ, kích hoạt đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 tại trung tâm y tế để tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo của người dân liên quan đến các trường hợp F0 do người dân tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên, các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà xuất hiện các triệu chứng cảnh báo,